Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Hội đồng Anh và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong chương trình Oplae, chúng ta theo dõi câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Mục đích của chúng tôi là nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh của các bạn. Vậy bài học hôm nay có những nội dung gì? In today's program, we hear the seventh episode in the story of Obla Air. And we also highlight some ways of talking about good news and bad news. Vâng, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tình huống thứ bảy của câu chuyện. Sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách thông báo các tin tốt và tin xấu. Trước hết là nội dung của câu chuyện. Như các bạn đã biết, cơ trưởng Opla đang gặp khó khăn trong việc kiếm tiền mua nhiên liệu cho máy bay. Ông ấy đang rất tuyệt vọng vì chuyến bay đi London sẽ cất cánh trong hai ngày tới và tất cả vé đã được bán hết

The modern world is so romantic. And you told me it was okay to leave my things in your office the night before the flight. Well, of course it is. There's rather a lot, I'm afraid. Oh, don't you worry about that. Kenji What are you doing in there? Get out here and give this young lady a hand. Sinita cô tổ Cô ấy chỉ là một trong số 150 hành khách sẽ rất thất vọng và tức giận nếu như cơ trưởng Opala không kiếm được tiền trả hóa đơn nhiên liệu cho chuyến bay tới London. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe xem việc gì xảy ra khi một lần nữa cơ trưởng lại đến gặp bà Kshori, người quản lý ngân hàng. Ông ấy đã sử dụng câu điều kiện nếu để giải thích về tình trạng của mình. If the flight leaves, if it doesn't leave, các bạn hãy nghe xem ông ấy nói những câu này như thế nào và cùng trả lời các câu hỏi sau. How much money does Mrs. Kashori offer to lend to the captain? Bà Kashori đề nghị cho cơ trưởng vay bao nhiêu tiền? Sau đây mời các bạn cùng nghe hội thoại. So you really have sold every seat? Every single one. Congratulations, Captain. The problem is that I still don't have the money for the fuel. So Let me get this right. You've sold every seat on a plane that can't take off. Uh, yes. <laughs> well, it can't take off as things stand at the moment. Mrs. Kashori, please, have you heard from your head office yet? Well, don't you see? I really, really need the money. The plane has got to get to London on Friday. If the flight leaves, my problems are over. If it doesn't leave, I think they've only just begun. Hmm. I do understand, Captain, but this puts me in a rather difficult situation. You see, to lend you all the money you need, I have to get approval from head office. But on a very short term basis, the bank could lend you half the money you're looking for. Half the money? Yes. But that won't get me to London. No, but isn't it a help? Yes. Vậy cơ trưởng đã sử dụng những câu điều kiện nếu nào nhỉ If the flight leaves, my problems are over Nếu máy bay cất cánh các khó khăn của tôi sẽ được giải quyết hết Nếu máy bay không cất cánh tôi nghĩ các rắc rối chỉ mới bắt đầu vậy là bà Kusuri đề nghị cho cơ trưởng vay bao nhiêu tiền bà ấy nói với thời hạn ngắn ngân hàng có thể cho ông vay một nửa số tiền mà ông cần số tiền đó là không đủ cho chuyến bay tới London nhưng dù sao thì đây cũng là một sự trợ giúp hãy nghe upbeat like. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ, chương trình được phát sóng các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thưa các bạn, trong tình huống tiếp theo, chúng ta trở lại văn phòng Oplae. Bessy, người phụ trách văn phòng, cùng đồng nghiệp Pavi đang tiếp Sinita, người khách mà chúng ta đã gặp ở phần đầu của chương trình. Lúc đó, Vinnie Chambers bước vào. Hãy nghe câu chuyện giữa họ và cùng trả lời các câu hỏi sau. Is there a seat for Vinny on the flight? có ghế cho ông Vinny trong chuyến bay này không? What does Vinny ask to do? Ông Vinny đề nghị Sinita làm gì? Một lát sau thì cơ trưởng Opla tới. What mistake does Captain Obla make? Cơ trưởng Opla đã mắc sai lầm gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong đoạn hội thoại sau. Hello, hello. Have you managed to find me a seat on that plane yet? Oh, Mr. Chambers. it's you again hello betsy it's nice to feel welcome so have you found me a seat we'll check for you puffy no still fully booked i'm afraid really hmm it's not my lucky day is it so what's all this stuff in the office then all these boxes and bags what's this thing you put that down that's mine oh hello I'm sorry. You leave my things alone. All right. I'm sorry. Um, is all this stuff yours? Yes, it's everything I own. I'm moving to London, you see, to get married. Very nice. So you've got a seat then, have you? On the plane tomorrow? <laughs> yeah, of course. I booked it weeks ago. I'll tell you what. Have you ever thought about going some other time? Next week, for example. You see, I really need a seat on that plane tomorrow. And I was wondering whether maybe I could have yours. I mean, I'd pay you good money, really good money. And you've got the rest of your life, after all. What difference is a week gonna make? Don't be ridiculous, Mr. Chambers. The girl's going to London to get married. All right. I was only asking. What's that? Go and have a look, Pavi. Is everything all right, Captain? No, it's not all right. The bank still won't lend me the money for the fuel. This is a nightmare. How am I going to get that plane into the air tomorrow? Oh. Hello. What did you say about the flight tomorrow? I think he said it's not leaving, darling. The flight is not leaving? What do you mean the flight is not leaving? What do you mean? Ooh I think someone's in a lot of trouble. Vậy có ghế cho ông Vinny trên chuyến bay không? Không, không có, bà Vi đã nói. Still fully booked, I'm afraid. Vé đã được đặt hết rồi, tôi rất tiếc. Ông Vinny đã yêu cầu Sinita làm gì? Ông ấy nói. Tôi thực sự cần một ghế trên chuyến bay ngày mai và tôi đang băn khoăn liệu có thể cô nhượng lại ghế cho tôi được không? Ông ấy nói thêm. Pay you good money, really good money. Tôi sẽ trả giá cao, giá rất cao. Nhưng trước khi Sinita có cơ hội suy nghĩ về lời đề nghị của ông Vinny, Bessie đã cắt ngang. Don't be Mr. The girl's going to London to get married. Đừng lố bịch thế chứ, ông Chambers cô gái sẽ đến London để kết hôn. Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng cơ trưởng ốp la, ông ấy quay về sau cuộc gặp gỡ với người quản lý ngân hàng và ông ta đã phạm một sai lầm lớn. Ông ấy đã nói gì? The bank still won't lend me the money for the fuel. Ngân hàng vẫn không cho tôi vay tiền mua nhiên liệu. This is a nightmare. How am I going to get that plane into the air tomorrow? Đây đúng là ác mộng không biết phải làm thế nào tôi mới có thể cho máy bay cất cánh vào ngày mai đây. Và dĩ nhiên, tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe rõ ràng những lời cơ trưởng đã nói. Cuộc nói chuyện kết thúc với câu nói của ông Chamber. I think someone is in a lot of trouble. Tôi nghĩ có ai đó gặp rắc rối lớn. Ai đó rõ ràng là ám chỉ cơ trưởng Opla, nhưng vấn đề của ông ấy rắc rối đến mức nào, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài sau nhé. Oplay, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên là có thể tìm thêm tài liệu để học tiếng Anh tại learnenglish.britishcouncil.org. Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại một số cấu trúc tiếng Anh thường dùng xuất hiện trong bài học hôm nay. Đặc biệt là cách đáp lại khi được thông báo về tin tốt và tin xấu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với cách đáp lại khi nghe tin tốt. Câu, điều đó thật tuyệt vời, được nói bằng tiếng Anh như thế nào? That's wonderful. That's wonderful. Betsy đã nói câu này ngay ở phần đầu của cuộc nói chuyện. Oh, that's wonderful. Do you know something? The modern world is so romantic. Vậy câu xin chúc mừng sẽ được nói như thế nào? Congratulations. Congratulations. Và đây là đoạn bà Keshori sử dụng cách diễn đạt này. So you really have sold every seat. Every single one. Congratulations captain. Các bạn nói câu các rắc rối của tôi đã được giải quyết như thế nào? My problems are over. My problems are over. Bạn còn nhớ cơ trưởng đã dùng cụm từ này như thế nào không? I really, really need the money. The plane has got to get to London on Friday. If the flight leaves, my problems are over. If it doesn't leave, I think they've only just begun. Và bây giờ là một vài cách nói đáp lại khi được biết về tin xấu. Các bạn hãy cùng nghe đoạn hội thoại sau để xem ông Vinny diễn đạt câu nói. Hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi phải không? Sorry, have you found me a seat? We'll check for you. Pavi. No, still fully booked, I'm afraid. Really? Hmm. It's not my lucky day, is it? Các bạn có nghe được câu đó không? It's not my lucky day, is it? It's not my lucky day, is it? Xin mời các bạn hãy nghe lại hội thoại và xem mình có nghe được câu nói có nghĩa là đây đúng là một cơn ác mộng, không nhé? Is everything all right, Captain? No, it's not all right. The bank still won't lend me the money for the fuel. This is a nightmare. How am I going to get that plane into the air tomorrow? Cụm từ đây đúng là một cơn ác mộng là This is a nightmare. This is a nightmare. Cuối cùng, cụm từ có nghĩa gặp rắc rối nói như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng nghe phần cuối của đoạn hội thoại một lần nữa. What did you say about the flight tomorrow? I think he said it's not leaving, darling. The flight is not leaving. What do you mean the flight is not leaving? What do you mean? Ooh, I think someone's in a lot of trouble. Cụm từ đó là in trouble. In trouble. Bạn cũng có thể nói tôi đang gặp rắc rối như thế này. I'm in trouble hoặc bạn muốn nói anh ấy đang gặp rắc rối lớn. He's in big trouble Thưa các bạn, chúng ta sẽ biết thêm về các rắc rối của cơ trưởng Opla ở bài sau. Thưa các bạn, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Các bạn đang nghe Opla E, chương trình dài kỳ học tiếng Anh trên đài phát thanh do Hội đồng Anh và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện tôi là cẩm thi hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau xin chào tạm biệt